Xin chào các khán giả của Top 10 Kinh Điển. Nhiều người đã từng đặt ra câu hỏi phụ nữ nào đẹp nhất trong 195 quốc gia trên thế giới. Và cuối cùng, câu trả lời chính xác cho vấn đề gây tranh cãi này vẫn chưa có. Chúng ta đều biết rằng, phụ nữ ở mỗi quốc gia không chỉ có sự khác biệt lớn về hình thể hay những nét đẹp đặc trưng, nên thật khó nếu chúng ta chỉ ra phụ nữ ở quốc gia nào đẹp nhất. Dưới đây là Top 10 quốc gia mà theo Admin tổng hợp là nơi có những người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới. Xếp ở vị trí thứ 10, Philippines. Người dân Philippines nổi tiếng về thái độ thân thiện và cách cư xử ngọt ngào đối với những người thân, bạn bè và quan khách. Hơn nữa, đây là đất nước giành được rất nhiều chiến thắng cho các cuộc thi sắc đẹp quốc tế. 9. Anh. Phụ nữ Anh ngày nay là sự kết hợp của các nền văn hóa khác nhau với nhiều màu da và vẻ đẹp đa dạng. Họ đẹp toàn diện về mọi mặt, cả về hình thức lẫn học vấn. 8. Mỹ, Canada. Phụ nữ Mỹ rất vui vẻ, độc lập và luôn biết cách tự chăm sóc bản thân. Bạn sẽ thấy rất nhiều người phụ nữ đẹp lên nhờ những thành tựu về khoa học kỹ thuật, đặc biệt ở Miami, New York và Los Angeles. Đất nước Canada cũng có rất nhiều phụ nữ đẹp và đứng thứ 8 trong top 10 đất nước có phụ nữ đẹp. 7. Hà Lan. Với chiều cao trung bình là 1m70 cùng mái tóc vàng óng ả, phụ nữ Hà Lan xứng đáng đứng vị trí thứ 7 trong danh sách các nước có phụ nữ đẹp nhất trên thế giới. 6. Italy. Khi đề cập đến vẻ đẹp sang trọng, nghĩa là bạn đang nói đến những người phụ nữ Ý với đôi mắt nâu huyền bí. Họ luôn đi đầu trong các xu hướng thời trang, phong cách và cách trang điểm. 5. Venezuela. Những phụ nữ đến từ đất nước này sở hữu được nhiều vương miện nhất trong các cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Hàng năm, Venezuela luôn mang đến cuộc thi những thí sinh đẹp nhất với thân hình mảnh mai, rong ròng cao và vẻ đẹp quyến rũ. 4. Liên bang Nga. Liên bang Nga là một trong những quốc gia có phụ nữ đẹp nhất thế giới. Phụ nữ Nga có vẻ đẹp pha trộn giữa phương Tây và phương Đông như gò má cao, cơ thể cao và nở nang, cùng với mái tóc vàng. Chị em xứ Bạch Dương mê hoặc lòng người bằng nhan sắc hoàn hảo như búp bê. 3. Ukraine. Phụ nữ Ukraine mang nhiều nét tương đồng với phụ nữ xứ Bạch Dương, nhưng lại được đánh giá là có phần đẹp hơn do điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng. Top các quốc gia có phụ nữ quyến rũ nhất thế giới chưa bao giờ vắng bóng Ukraine. 2. Brazil. Phụ nữ Brazil được thế giới biết đến bởi sự quan tâm đến truyền thống và xã hội. Ngoài vẻ đẹp pha trộn giữa châu Âu và Latin, phụ nữ xứ Samba còn rất thân thiện và gần gũi. Không những sở hữu khuôn mặt thu hút, phái đẹp của quốc gia khu vực Latin này còn sở hữu một vóc dáng bốc lửa và săn chắc. 1. Xếp vào vị trí thứ nhất, Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ đứng đầu trong danh sách những quốc gia sở hữu phụ nữ đẹp nhất thế giới. Đây là quốc gia có nhiều cô gái đẹp nổi tiếng thế giới. Sự pha trộn giữa thiên nhiên, Âu, Á với những sắc tộc khác nhau giúp xứ sở này sở hữu những vẻ đẹp bốc lửa và đầy mê hoặc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay, hãy like, comment và share. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video thú vị tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.